đội cảnh sát giao thông vi phạm nồng độ cồn kinh khủng. Nữ tài xế ô tô kéo lê xe máy hơn 2 km về tận nhà. Làm rõ 700 căn nhà xây trái phép tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân từ trào lưu chỉnh ảnh. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang xác minh xử lý vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô. Người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn mức 0,54mg trên 1 lít khí thở. Đáng chú ý, người vi phạm lại là một đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Thông tin này sẽ là một trong những nội dung chính mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay, cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 24 tháng 9, người dân trên đường Bình Quế, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng động mạnh phát ra từ căn nhà cao tầng trên đường này. Đến kiểm tra, căn nhà trên đã bị đổ sập. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Bước đầu, lực lượng chức năng đưa 3 người ra ngoài an toàn và tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã triển khai thang sắt, xà beng, kìm cộng lực, xẻng để đào bới trong đống đổ nát. Khắc sắt tìm kiếm nạn nhân do căn nhà đổ sập có nhiều khung thép nằm ở phía trên. Đến 15 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân cuối cùng ra ngoài. Được biết, các nạn nhân trong vụ sập nhà chỉ bị xây xát nhẹ, được chuyển đến bệnh viện quận Bình Thạnh chữa trị theo dõi. Riêng 2 người bị kẹt sau cùng trong đống đổ nát bị thương nặng hơn, được đưa vào bệnh viện Gia Định chữa trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản giao các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đối với 700 căn nhà xây dựng trái phép trong khu vực dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân. Thưa quý vị, những căn nhà này trải qua nhiều giai đoạn lịch sử về đất đai, chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất nên chưa đủ cơ sở quy chủ. Việc phát sinh 700 hộ giải tỏa nhà ở tương đương phát sinh thêm 700 lô tái định cư. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thành phố Biên Hòa cũng giao các ngành chức năng xem xét những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Để triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thì Đồng Nai phải thu hồi đất của khoảng 3.700 gia đình tại 11 xã phường thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Quá trình kiểm đếm đất đai phát hiện hàng loạt trường hợp xây dựng trái phép. Do kiểm đếm chưa hoàn thành nên chưa có con số chính thức về số lượng nhà xây dựng trái phép trên toàn dự án. Tuy nhiên, ngành chức năng dự báo con số này đặc biệt lớn và đây là vấn đề rất phức tạp. Một phụ nữ 59 tuổi tử vong thương tâm ở vách núi Bà Hỏa do chạy tránh ong đốt. Sau đây là thông tin chi tiết vụ việc. Chiều 22 tháng 9, bà Tình cùng chồng lên núi Bà Hỏa để tìm đào để cây thuốc về chữa bệnh xương khớp cho chồng, thì bất ngờ bị ong đất đuổi đốt. Hoảng sợ, bà Tình chạy ngược lên núi, nhưng không may bị vấp ngã, đập đầu vào tảng đá dẫn đến tử vong. Trong khi đó, người chồng chạy xuống núi, về đến nhà nhưng không thấy vợ đâu. Sau đó, người chồng được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng kiệt sức. Người nhà cũng kéo lên núi để tìm kiếm bà Tình nhưng không thấy. Trong đêm 22 tháng 9, khoảng 100 người dân cùng với lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm và phát hiện thi thể bà Tình nằm dưới vách núi. Đến 23 giờ 45 phút, lực lượng chức năng đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Thưa quý khán giả, gần đây phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch bệnh nên việc thông quan tôm hùm xuất khẩu bị chậm hơn so với bình thường. Chỉ trong vài ngày, tại cửa khẩu Móng Cái, 6 tấn tôm hùm ùn ứ, bán lỗ gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Dù đến nay việc thông quan có nhanh hơn, nhưng doanh nghiệp vẫn cần theo dõi sát thông tin, lưu ý nguy cơ ùn ứ. Khoảng 6 tấn tôm hùm không kịp về, các kho đông lạnh đã chết và được bán ra thị trường để thu hồi vốn với giá mỗi ký từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mức này bằng 1/3 giá xuất khẩu để thu hồi vốn. Tôm hùm được xuất sang Trung Quốc qua lối mở km 3+4 Hải Yến với khoảng 100 xe mỗi ngày. Hải quan Móng Cái đề nghị các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin và có các biện pháp bảo vệ hàng hóa tránh thiệt hại. Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang phát hiện đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Gò Công Tây Tiền Giang điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ. Sự việc vô tình được phát hiện sau một vụ va chạm giao thông.
Đáng chú ý, đội trưởng đội cảnh sát giao thông có nồng độ cồn vi phạm nằm ở mức kịch khung xử phạt. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19:30 ngày 22 tháng 9, một người đàn ông điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 63A-15309 lưu thông trên quốc lộ 50, địa phận tỉnh Tiền Giang, hướng đi từ thành phố Mỹ Tho về thị xã Gò Công. Trong lúc xe ô tô này đang dừng đèn đỏ giữa quốc lộ 50 và đường huyện lộ 25C, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, thì bất ngờ bị một xe máy do một thanh niên điều khiển cùng chiều va chạm vào phần hông. Sau va chạm, hai xe chỉ bị trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô có biểu hiện say xỉn nên người dân báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt để khám nghiệm hiện trường làm rõ, đồng thời đưa người đàn ông và thanh niên điều khiển xe máy về Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo để đo nồng độ cồn. Kết quả, thanh niên đi xe máy không vi phạm nồng độ cồn, còn người điều khiển xe ô tô có kết quả 0,54mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển xe ô tô được xác định là Thiếu tá PVL, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Theo quy định hiện hành về mức phạt nồng độ cồn với tài xế ô tô, mức phạt cao nhất là 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng nếu vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Xin chuyển sang thông tin liên quan đến tình hình giao thông. Tại tỉnh Bình Dương, ô tô gây tai nạn kéo lê xe máy đi một đoạn đường dài. Đáng chú ý, nhiều thông tin cho rằng nữ tài xế làm trong ngành công an nên có thái độ ngang nhiên, bất chấp. Lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng khẳng định nữ tài xế này không phải là cán bộ Công an huyện Dầu Tiếng và cũng không phải thuộc lực lượng công an. Nữ tài xế có người thân từng làm công an xã nhưng đã nghỉ việc từ lâu. Theo xác minh của cơ quan chức năng, vào trưa ngày 23 tháng 9, chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1988, ngụ huyện Dầu Tiếng, điều khiển ô tô 4 chỗ chở con đi học về. Khi đến đường D8 thuộc xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, ô tô va chạm với xe máy do anh PHN, sinh năm 1997, điều khiển, đi từ trong hẻm chạy ra. Sau va chạm, anh N bị ngã xuống đường xây xác. Chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm trước ô tô và bị kéo lê trên đường khoảng 2 km. Phát hiện sự việc, một số người đi đường đã đuổi theo tri hô, nhưng tài xế vẫn không dừng lại. Phải đến khi chiếc xe này về đến cổng nhà chị Tê, thì chị này mới dừng xe bước xuống. Vụ việc đang được Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đóng tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa bắt hai đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Tiền Giang. Ngày 21 tháng 9, nhận được thông báo của Công an tỉnh Tiền Giang về việc có hai bị can trốn truy nã về tội tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Tùng, 35 tuổi, và Phạm Hoàng Nam, 36 tuổi, cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, khả năng đang có mặt ở khu vực biên giới. Lực lượng chức năng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An triển khai phương án chốt chặn. Đến chiều ngày 21 tháng 9, hai đối tượng đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi qua trạm kiểm soát biên phòng thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ. Hiện đồn biên phòng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao hai bị can có lệnh truy nã cho Công an tỉnh Tiền Giang. Một đôi nam nữ táo tợn dùng súng cướp tiệm vàng ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại khiến người xem không khỏi kinh hãi về sự táo tợn, manh động của cặp đôi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 9, đôi nam nữ đi trên xe máy xông vào tiệm vàng Kim Thoa ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, hai đứa tượng đầu mũ bảo hiểm, bịt kính mặt, mặc áo trắng dài tay, rút vật nghi là súng, uy hiếp người trong tiệm vàng. Đối tượng nam dùng búa chuẩn bị sẵn đập mạnh làm vỡ kính, lấy đi nhiều dây nhẫn và vòng vàng. Nữ đồng phạm lục tủ đựng tiền, cướp sạch số tiền. Sau khi dỡ giác, hai đối tượng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ cướp, trong tiệm vàng có khoảng 10 người, bao gồm người đến giao dịch, bảo vệ và nhân viên. Trước sự liều lĩnh manh động của các đối tượng, mọi người không chống cự. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Cam Ranh phối hợp với các đơn vị có liên quan vào cuộc điều tra. Hiện nay chưa thống kê cụ thể, nhưng tính sơ bộ số vàng trang sức bị cướp trị giá khoảng 700 tới 800 triệu đồng. Sáng ngày 23 tháng 9, một tiệm vàng ở Long An cũng bị cướp giật. Năm thanh niên vừa hỏi mua vàng rồi giật lấy bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng đã bị người dân địa phương vây bắt giao cho công an xử lý. Nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 95E1-49102 màu đen đi trên đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đến trước tiệm vàng KP, thanh niên dừng lại rồi vào hỏi mua vàng. Theo có khách, chủ tiệm vàng lấy ra hai nhẫn vàng, bốn lắc tay để thử. Sau khi thử, thanh niên trả lại hai nhẫn vàng, hai lắc tay.
Hai lắc tay còn lại trị giá 70 triệu đồng được thanh niên đeo vào tay rồi bất ngờ bỏ chạy ra xe đang đậu sẵn trước cửa tiệm vàng để tẩu thoát. Chủ tiệm vàng tri hô và cùng một số người dân lao tới vây bắt, khống chế được đối tượng, sau đó giao cho công an huyện Bến Lức xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Dương Thành Đạt, 27 tuổi, trú phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Thưa quý vị, lâu nay, bọn đạo chích chủ yếu lợi dụng sự sơ hở của người dân, của các chủ cửa hàng, các cơ sở kinh doanh để vào lấy trộm tài sản. Một vụ việc như thế mới xảy ra tại một quán ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Tuy nhiên, nhờ cảnh giác nên cô gái trong quán này đã kịp thời phát hiện ra kẻ trộm, tránh được một vụ mất cắp. Thế quán vắng vẻ, hai nam thanh niên đi tới. Một người đợi sẵn bên ngoài, người còn lại đi vào tiếp cận quầy và lục ngăn tủ tính trộm tiền, thì bị cô gái bên trong phát hiện. Ý định bất thành, hai đối tượng sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chỉ vì một phút lơ đễnh mà một người đàn ông đã để mất cả một chiếc xe có giá trị. Quả thật đây là cái giá quá đắt, không chỉ cho nạn nhân mà còn cho những người khác. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip và nâng cao cảnh giác. Diễn biến xảy ra tại Long Thành, Đồng Nai. Theo camera giám sát, một người đàn ông chạy xe tay ga đậu bên kia đường rồi đi bộ băng qua đường để mua đồ. Đáng chú ý, anh này dựng xe bên đường nhưng không rút chìa khóa. Ngay sau đó, một đối tượng đi bộ tới phát hiện, nhanh chóng leo lên xe rồi rồ ga chạy mất. Một vụ việc khác cũng khiến nhiều người bất ngờ khi một người đàn ông chạy xe số tới trước nhà một người dân rồi bỏ xe của mình lại, sau đó tự ý lấy xe tay ga của người khác chạy đi mất hút. Diễn biến hy hữu xảy ra tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lúc này một chiếc xe máy tay ga màu đỏ dừng phía trước một căn nhà. Một người đàn ông lạ mặt chạy xe máy tới, dừng phía ngoài rồi đi tới quan sát. Sau khi thấy không có người, ông này liền dắt chiếc xe tay ga và leo lên nổ máy rồi tẩu thoát. Hiện trường đối tượng bỏ lại là chiếc xe số cũ. Thưa quý vị, vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại di động là thói quen của không ít người. Nhưng đây là một hành động hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến những tai nạn bất ngờ. Ví như tình huống va chạm giao thông trên một đoạn đường ở Bình Dương sau đây. Theo đó, người phụ nữ đã không chú ý quan sát và dường như đang mãi bấm điện thoại nên mới không phát hiện chướng ngại vật ở phía trước, dẫn đến tai nạn. Theo nội dung được ghi lại, thì vào thời điểm này, một người phụ nữ mặc áo chống nắng điều khiển xe máy lưu thông trên đường vắng các phương tiện qua lại. Bất ngờ, người này cho xe tông thẳng vào đuôi ô tô đang đổ bên đường. Va chạm khá mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường, nằm bất động. Hai thanh niên chạy xe máy ngang qua phát hiện sự việc, liền dừng lại để giúp đỡ người gặp nạn. May mắn, người phụ nữ chỉ bị trầy xước nhẹ. Thưa quý vị, xứ Công tử Bạc Liêu hiện nay ngoài những điểm du lịch đã rất nổi tiếng như là nhà Công tử Bạc Liêu, điện gió, thì cà phê Trang Trại Cừu tại thành phố Bạc Liêu đang gây sốt với những tín đồ du lịch, đặc biệt là giới trẻ và các em nhỏ. Đây là mô hình kinh tế trang trại kết hợp làm du lịch sinh thái cộng đồng do chị Tô Ngọc Ngân khởi xướng với mong muốn mang đến không gian trải nghiệm đầy thú vị cho các bé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lạc vào xứ sở mộng mơ của những loài động vật vô cùng đáng yêu này nhé. Đàn cừu với bộ lông trắng mướt, những chú ngựa vô cùng uy dũng nhưng thân thiện, cho đến những bạn dê, bạn thỏ hay ngựa pony, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Tất cả đều tề tựu tại đây như một thế giới động vật thu nhỏ, vô cùng đáng yêu. Tọa lạc trên quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 7 km. Giờ đây, để ngắm cừu và cuối xe gió, chẳng cần phải đi đâu xa, bởi nơi đây như một thế giới tự nhiên thu nhỏ, mọi người như hòa mình vào xứ sở mộng mơ. Dạ, con thấy mấy bạn rất là thân thiện nè. Rồi con được nhìn được nhiều con thú mới mà con chưa từng được nhìn thấy ngoài đời. Con được trải nghiệm những hoạt động như là cho ngựa ăn, cho cừu ăn, cho dê ăn. Khi mà con tiếp xúc với mấy bạn thì con thấy mấy bạn không có đáng sợ như con nghĩ. Nó giúp con yêu thiên nhiên và yêu động vật hơn. Mô hình cà phê trang trại cừu được đưa vào hoạt động cách đây hơn một năm do chị Tô Ngọc Ngân khởi xướng, lấy ý tưởng từ các nông trại tại Đà Lạt.
Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, nơi đây đã gây sốt trong giới trẻ miền Tây. Và đến nay, nơi đây vẫn thu hút đông đảo lượng khách tìm đến mỗi ngày. Với diện tích rộng hơn 1 hecta, khung cảnh thiên nhiên xanh mát cùng thế giới động vật đa dạng lên đến hàng chục loài, trong đó có hơn 50 con cừu và dê, 9 con ngựa có xuất xứ từ Nga và Ả Rập, cùng với các loài động vật khác như thỏ, bồ câu, hươu sao. Đến trang trại, du khách không chỉ được ngắm nhìn các loài động vật ở đây mà còn được trực tiếp cho chúng ăn, vuốt ve và gần gũi chúng. Đặc biệt, mọi người còn có cơ hội được trực tiếp ngồi lên lưng ngựa để thử cảm giác mới lạ, hay tạo dáng bên cạnh các chú ngựa và cưỡi xe gió. Khi đến đây em đã được trải nghiệm như là được lên ngựa để cưỡi và được tham quan, được xem những chú cừu rất là dễ thương, xinh xắn. Đặc biệt là ở đây có mình được thuê những trang phục để mình chụp hình check-in, và em là một người rất là thích chụp hình nên là khi đến đây thì đó là với em rất là thú vị và đặc biệt. Tôi biết cái trang trại này cách đây khoảng hơn 6 tháng rồi. Lần này là lần thứ 2 đến Bạc Liêu để giao qua thăm trang trại đồi cừu. Nói chung là mấy đứa con tôi rất thích. Mỗi lần đi chơi ở đây về nó rất là ấn tượng. Có những con thú hoang dã mà phong cảnh thì nó làm cũng hơi nửa là hiện đại, nửa là hoang dã. Mấy cháu rất là thích thú. Đến đây chỉ vui chơi và trải nghiệm thôi chưa đủ. Hơn hết, giúp các bé có những bài học thực tiễn thú vị về thiên nhiên và động vật hoang dã. Còn đối với những bạn trẻ hay gia đình, lại có không gian check-in vô cùng mộng mơ, mà ở đó mọi người thích thú lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Nếu có dịp về xứ Công Tử Bạc Liêu, mọi người đừng bỏ qua địa điểm tham quan hấp dẫn này nhé. Thưa quý khán giả, có lẽ thời gian qua, nhiều người đã tham gia trào lưu tạo ảnh dạng hoạt hình sử dụng trí thông minh nhân tạo. Người dùng chỉ cần cho phép ứng dụng truy cập kho ảnh của mình, sau đó sẽ được chỉnh sửa, ghép thành hình ảnh long lanh, ảo diệu. Nhiều năm qua, đánh vào tâm lý người dùng thích có hình ảnh đẹp để chia sẻ, gây sự chú ý, hàng loạt ứng dụng đã cung cấp chức năng chỉnh ảnh. Thế nhưng, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, phía sau các trò vui là nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, bị lừa đảo. Đây là một vài hình ảnh của chị Hồng Dân đã bị các trang Facebook bán hàng chỉnh sửa để phục vụ cho mục đích quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng, đăng tin tuyển dụng. Mặc dù đã nhiều lần đề nghị các trang bán hàng này gỡ ảnh, nhưng gỡ được ở trang này thì lại bị trang khác sử dụng. Hình ảnh gốc ban đầu thì mình không hề cầm những cái sản phẩm bán hàng của họ, nhưng mà khi mà họ Photoshop xong ấy, thì mình cầm rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau, rất là bức xúc. Tại vì hình ảnh của mình chụp cho một cái mục đích khác mà lại bị đưa lên. Cũng hoang mang nữa, không biết là phải làm sao để có thể xử lý cái tình trạng này. Tại vì vô vàn và nó đã một khi mà nó đã bị đưa lên trên mạng xã hội rồi, hoặc là đưa lên trên Google hình ảnh rồi, thì mình không thể kiểm soát được là ai có quyền lấy hình ảnh của mình hay không. Theo các chuyên gia, hiện nay người dùng Internet thiếu cảnh giác, vô tư công khai hình ảnh, thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Thậm chí dễ dàng cung cấp hình ảnh khuôn mặt mình cho các app không rõ nguồn gốc. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ lọt hình ảnh cá nhân. Hiện nay, công nghệ thanh toán xác nhận tài khoản bằng khuôn mặt đang ngày càng phổ biến. Kẻ xấu hoàn toàn có thể lợi dụng hình ảnh để tạo ra ảnh giả mạo, video giả mạo, từ đó đánh cắp tài khoản cá nhân, thực hiện các cuộc gọi video để lừa đảo hay ghép vào các nội dung đồi trụy. Những cái đối tượng lừa đảo chỉ cần thu thập những cái hình ảnh liên quan đến khuôn mặt và thông qua khoảng 3 đến 4 cái hình ảnh. Với các cái góc khác nhau là các cái đối tượng có thể trích xuất ra được cái đặc trưng của khuôn mặt. Và từ cái đặc trưng của khuôn mặt này thì các cái đối tượng có thể đưa vào trong những cái phần mềm và hỗ trợ cái công nghệ deepfake. Nó có thể tạo ra được những cái clip với những cái chuyển động theo mong muốn. Và vì vậy thì những cái clip giả mạo ra đời rất là nhanh, và sau đó thì chúng sẽ được sử dụng vào các cái kịch bản lừa đảo. Về bản chất, những đối tượng lừa đảo chỉ cần thu thập những hình ảnh liên quan đến khuôn mặt và thông qua khoảng 3-4 hình ảnh ở các góc khác nhau, các đối tượng có thể trích xuất ra được đặc trưng khuôn mặt, từ đó đưa vào phần mềm công nghệ deepfake, nhanh chóng tạo ra những clip giả mạo, sử dụng vào kịch bản lừa đảo. Ngoài yêu cầu sử dụng cung cấp hình ảnh, ứng dụng còn yêu cầu cho phép truy cập vào kho ảnh, vị trí, micro và một số quyền khác để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Đây đều là dữ liệu cá nhân quan trọng mà mỗi người cần bảo vệ. Khi mà trong tay của cái nhà phát triển ứng dụng đó, người ta có được cái thông tin cá nhân của nhiều người,
của một cá nhân thì không sao, nhưng mà của nhiều cá nhân thì là câu chuyện sẽ phức tạp hơn. Và người ta cũng có thể là một hình thức để người ta thu thập, người ta bán thông tin cá nhân, thì người dùng đặc biệt phải lưu ý trong cấp quyền để cho cái app đó truy cập trên cái điện thoại cá nhân của mình. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội, chọn lọc sử dụng các ứng dụng uy tín, đọc kỹ các điều khoản yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ trước khi sử dụng. Không nên cung cấp những hình ảnh nhạy cảm riêng tư lên các ứng dụng để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo. Đến đây thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bản tin của chúng tôi sẽ quay trở lại cũng trong khung giờ này và ngày mai với nhiều thông tin cập nhật khác. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.